Đối với những đứa con miền Tây Nam Bộ thì cái địa danh Trung Lương hay là ngã ba Trung Lương thì cũng không còn xa lạ gì nữa, bởi đây chính là cái cửa ngõ giao thương của miền Tây, đưa các đặc sản của miền này đi đến mọi miền đất nước, rồi cũng là nơi mà nâng đón những bước chân của những người con tha hương trở về. Mà cứ dịp vào cuối tuần nè, hay là những ngày lễ Tết đặc biệt đó, thì quý vị sẽ thấy là tấp nập những dòng xe đua nhau thẳng về hướng Trung Lương mà chạy thôi. Rồi từ đó men theo quốc lộ 60 nè, đi qua cầu Rạch Miễu, hay là quốc lộ 1A đi qua cầu Mỹ Thuận về các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Cần Thơ hay là Đồng Tháp. Mà Tết cổ truyền hay bà con mình vẫn hay gọi là Tết Ta đó, là một dịp Tết rất là thiêng liêng. Ngày Tết cổ truyền hay bà con mình vẫn hay gọi là Tết Ta đó có một cái ý nghĩa rất là thiêng liêng và cao cả. Mà Tết Tây theo cái hướng toàn cầu hay là bất kỳ một cái ngày nghỉ lễ lớn nào trong năm thì cũng không thể nào thay thế được. Và mỗi dịp Tết như vậy đó thì trong lòng con người ta lúc nào cũng nôn nao cái niềm vui sum họp, khắp đất trời chan hòa một cái màu sắc tươi rói của những bông hoa cùng nhau nở rộ. Và đây cũng là dịp mà các loài trái cây đặc sản của quê hương sông nước xứ mình bước lên một vị thế mới, để không chỉ đơn thuần là những loại trái cây mà nó mang trong mình những ý nghĩa của sự sung túc, tài lộc, tấm lòng thảo thơm và cả cái tính tình hào sảng của bà con miền Tây mình nữa. Tạo hóa từ ngàn năm khai thiên lập địa đã dồn hết sự ưu ái để ban cho xứ sở sông nước này một bầu trời chan hòa mưa nắng và một mặt đất phù sa với những dòng sông chở nặng yêu thương qua bao mùa lam lũ. Để rồi con người khai hoang tới xứ này, cứ việc gieo xuống giọt mồ hôi là nảy lên muôn màu cây trái xanh tươi và đủ đầy ngon ngọt. Trái cây ở xứ này nổi tiếng tới mức cứ nhắc tới miền Tây Nam Tổ quốc là người ta nghĩ ngay tới những vườn trái cây với vô vàn những màu sắc, những hình thù và những hương vị đặc trưng của từng loài cây, giống trái. Về xứ này, người ta mời nhau những trái chín đầu mùa trong lúc hỏi thăm, chuyện trò khi gặp mặt. Không chỉ giúp cho ngon miệng về vị giác, mà trái cây miền sông nước còn là thứ đồ cúng được chủ nhà trang trọng bày lên bàn thờ, cúng ông ruộng, bà ruộng, cầu vụ mùa bội thu, cúng ông chuồng bà chuồng, mong cho dịch gà mau lớn. Và những ngày giỗ lễ Tết thì những gia đình phương Nam không bao giờ thiếu được mâm ngũ quả với năm loại trái cây khác nhau, mang những hàm ý sâu xa và sự thành khẩn, tôn kính mà gia chủ kính dâng lên đất trời, tổ tiên, ông bà để bày tỏ sự biết ơn và tấm lòng thành kính. Mâm ngũ quả miền Nam chính là biểu trưng rõ ràng nhất cho tính cách của người dân Nam Bộ, luôn phóng khoáng, hào sảng và nghĩ gì nói nấy, nghĩ gì làm nấy. Bởi vậy mà năm loại trái cây truyền thống trên mâm ngũ quả ở xứ này lúc nào cũng phải đầy đủ: mãng cầu, trái sung, trái dừa, đu đủ và trái xoài, để nói lên ước vọng bao đời của bà con mình về cuộc sống ấm no, sung túc. Nhưng chỉ vừa đủ thôi là vui lắm rồi. Cầu sung dừa đủ xài, mâm ngũ quả miền Nam chứa trọn tâm tình, chứa trọn niềm hy vọng về ngày mai ấm no, sung túc là vậy đó. Nói là ngũ quả, nhưng bà con mình cũng linh động lắm. Không cần khăng khăng phải là những thứ trái đó mới được, mà sẽ có những sự thay thế rất đa dạng, như trái bưởi, dưa hấu, đào tiên, chôm chôm. Miễn là những trái có tên mang hàm ý tốt lành và hình dáng đẹp là được. Vì vậy mà những ngày gần Tết, các bà, các mẹ đi chợ sẽ ngừng lại thiệt lâu ở sạp trái cây để mân mê, lựa chọn từng trái một cho thiệt kỹ, thiệt tròn đều, để mâm ngũ quả của nhà mình càng đẹp và càng thêm phần ý nghĩa. Kính thưa quý vị, hình dáng của các loại trái cây muôn đời nay thì vẫn thuận theo lẽ tự nhiên, như là dưa hấu thì có hình tròn hay hình bầu dục, đu đủ thì bầu bầu dài dài, rồi trái bưởi thì có hình chớp mà không ai nghĩ là có thể thay đổi được. Nhưng mà dưới đôi bàn tay của con người nè, với sự khéo léo, tài tình cũng như là óc sáng tạo, thì những trái cây này đã được khoác lên trên mình một hình hài mới và cả những màu sắc mới nữa, như là dưa hấu hình thỏi vàng hay là bưởi dừa hồ lô chẳng hạn.
mà không chỉ khoác lên mình những hình hài mới đâu quý vị à, mà những người dân đất phương Nam còn khéo léo tài tình truyền tải những cái thông điệp tốt lành, may mắn bằng cách là viết những con chữ lên trên hình dáng của những loại trái cây đó và truyền tải đến cho người dân trong những dịp Tết đến xuân về. Để rồi những dịp như vậy người ta lại thấy tự hào khi giới thiệu với bà con gần xa về những trái bưởi Phúc Lộc Thọ Hậu Giang hay là dừa hồ lô của Bến Tre, rồi cả dưa hấu thỏi vàng của Cần Thơ nữa, được mang đi khắp mọi miền của đất nước và chuyên chở theo cả những lời chúc may mắn an lành cho một năm mới. Hậu Giang là vùng đất trù phú được mang tên của dòng sông Hậu Hiền Hòa và nổi danh với nhiều loại trái cây đặc sản nổi tiếng thơm ngon. Có thể kể đến là trái khóm Cầu Đúc, quýt đường Long Trị và không thể không nhắc tới bưởi Năm Roi Phú Hữu. Bưởi Năm Roi của đất Hậu Giang có những múi bưởi căng tròn mọng nước với màu trắng dịu dàng và ngọt mê hồn người. Ngoài những trái bưởi tròn có chóp như hình dáng vốn dĩ thì mâm cúng tổ tiên ngày Tết trong những năm gần đây còn xuất hiện thêm trái bưởi có hình cái hồ lô khắc chữ tài lộc, rồi bưởi khắc chữ thư pháp nữa, rất lạ mắt và vô cùng đẹp cũng như đong đầy ý nghĩa. Cha đẻ của những trái bưởi tạo hình hồ lô khắc chữ này là ông Võ Trung Thành, hay bà con vẫn quen thuộc gọi là ông Ba Thành. Mình muốn tạo hình cho một cái trái bưởi thì nó phải trải qua rất là nhiều công đoạn, từ cái khâu chuẩn bị cây, rồi xử lý rau hoa, rồi chọn trái, rồi định hình. Và cuối cùng là mình vô khuôn. Thì từ khi mình vô khuôn xong rồi đến mình thu hoạch. Thì khi mà mình vô khuôn đó thì là sau khi mình định hình xong rồi á, mình mới vô khuôn. Thì từ cái ngày mình vô khuôn cho đến ngày thu hoạch thì nó mất đi khoảng tầm từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng nằm ở trong khuôn. Do vậy mà để có được thành quả là những trái bưởi hồ lô trưng lên bàn thờ thiệt đẹp đẽ trang trọng. Người nông dân quê mình đã đánh đổi bằng mồ hôi, bằng kinh nghiệm nhìn trái, bằng những đêm không ngủ ngóng tin bão phương xa, và bằng sự tự tin vào sức sáng tạo bền bỉ của con người. Hỏi ông Ba rằng, vì sao lại chọn hình cái hồ lô để tạo hình cho trái bưởi Năm Roi? Ông trả lời thiệt tình, vì cái ý nghĩa may mắn của chiếc hồ lô mà tôi mong muốn mang may mắn tới cho gia đình người sử dụng trái cây chân Tết. Loại trái cây được chọn để tạo hình bây giờ không còn giới hạn ở trái bưởi nữa, mà còn là trái tặng Thảo Thơm ngày Tết. Nếu như những loại trái có sự thay đổi về hình dáng thì được gọi là trái cây tạo hình, đó là bưởi, là dừa, là đào tiên hồ lô, là dưa hấu hình thỏi vàng, với quy trình chung là được đóng khuôn từ khi còn nhỏ
để cho ra mẫu hình như ý muốn. Còn loại trái cây vẫn giữ nguyên hình dáng nguyên sơ của nó, chỉ dùng các phương pháp che quang hợp để làm biến đổi màu sắc và in chữ lên vỏ trái, thì đó là trái cây nghệ thuật. Mà đặc trưng chính là sáng kiến trái đu đủ in chữ của chị Nguyễn Thị Ướm và chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Cũng kính thưa bà con, thì đây là Nguyễn Cẩm Nhung, là cái người nghiên cứu thành công cho cái trái đu đủ nghệ thuật. Dạ, bây giờ thì chị Nhung hãy cho Ngọc Phụ cũng như quý vị khán giả biết là cái trái đu đủ nghệ thuật này của mình, mình phải thực hiện trong bao lâu mới có thể tạo được một trái đu đủ nghệ thuật như thế nào? Tạo được một cái trái đu đủ nghệ thuật thì thường là mình phải mất cái thời gian khoảng 4 tháng. Dạ. Khó khăn nhất là trong cái tuyển chọn cái trái để mà cho nó đạt cái kích cỡ và cái trọng lượng mẫu mã bên ngoài. Dạ. Thì thường vào cái dịp Tết thì trên cái mâm ngũ quả bàn thờ cho tiên của mỗi gia đình thì không thể thiếu cái trái đu đủ. Thì từ cái ý tưởng mà mình thấy trái xoài cũng cái làm cái phương pháp, thì tại sao trái đu đủ mình không làm được. Từ đó cho nên mình có cái ý tưởng là mình sẽ làm cái chữ thư pháp trên trái đu đủ để gia tăng thêm cái ý nghĩa trong cái ngày Tết, hay là đủ tài đủ lộc, hay là phát tài phát lộc gì đó trên cái trái đu đủ thì nó sẽ hay hơn. Bằng sự sáng tạo và am hiểu đặc thù sinh trưởng của các loại trái cây, hai người phụ nữ này đã sáng tạo phương pháp che ánh nắng để làm biến đổi vỏ trái đu đủ lúc còn sống từ màu xanh chuyển thành màu vàng, làm nổi bật lên những con chữ thư pháp màu xanh khéo léo như được thiên nhiên in lên vỏ trái một cách có dụng ý vậy. Miền Tây có bưởi hồ lô, thỏi vàng dưa hấu kìa ngồ ngộ ghê, trái dừa khắc chữ thấy mê, đào tiên xanh mướt người quê tạo hình, đu đủ nghệ thuật thiệt xinh, bài mâm ngũ quả là lung linh Tết nhà. Có đến thăm vườn trái cây tạo hình đầy hấp dẫn và cũng như là tận mắt chứng kiến cái quy trình chăm sóc hết sức là kỳ công, cũng như là có thể trò chuyện với những người chủ vườn thì mới thấy là bà con của quê mình sao mà tài hoa quá đỗi. Bằng sự sáng tạo, ham học hỏi tìm tòi cũng như là tinh thần hào sảng thì bà con nông dân quê mình đã chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để có thể làm giàu ngay trên mảnh đất của quê hương và từ trên những loại sản vật sẵn có của quê mình. Từ đó thì chúng ta mới thấy là cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, không chỉ có những chuyến xe chở lỉnh kỉnh đầy ắp những quà cáp đâu, mà còn có những chuyến xe chở đầy những loại trái cây tạo hình mang những thương hiệu nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ đi khắp mọi miền của đất nước, mang theo cả phúc lộc thọ tài, chở khắp muôn nơi, cầu cho một năm mới an lành và no ấm.